Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 26, luyện tập, tiết 2, viết đoạn văn kể một việc người thân đã làm cho em. Đọc mở rộng. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần viết đoạn văn. Yêu cầu số 1 như sau: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Các em hãy quan sát đoạn văn và đọc thầm theo cô nhé. Cô giáo đọc mẫu. Khi tôi còn bé tí Tôi ở nhà với ông ngoại cả ngày để bố mẹ đi làm. Ông kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện cổ tích. Ông dạy tôi vẽ rất nhiều con vật: voi, hổ, hươu, nai, sóc, vân vân. Ông còn dạy tôi vẽ cả ông mặt trời, dòng sông, con thuyền, phẩy, vân vân. Mỗi khi ông có việc đi đâu, Tôi rất nhớ ông và mong ông sớm về với tôi. Như vậy vừa rồi, các em đã nghe cô giáo đọc đoạn văn. Bây giờ các em hãy trả lời cho cô giáo các câu hỏi sau nhé. Câu hỏi số 1. Trong đoạn văn trên, bạn nhỏ kể về ai? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại và suy nghĩ trả lời câu hỏi A nhé. Đáp án của cô như sau. Trong đoạn văn trên, bạn nhỏ kể về ông ngoại của mình đấy. Câu hỏi số 2. Người đó đã làm những gì cho bạn nhỏ? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta suy nghĩ và trả lời câu hỏi số 2 nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau trả lời câu hỏi nhé. Người đó đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện cổ tích. Ông còn dạy tôi vẽ rất nhiều con vật. Câu hỏi số 3. Câu nào thể hiện rõ nhất tình cảm của bạn nhỏ đối với người đó? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta trả lời câu hỏi 3 nhé. Mời các em quay trở lại màn hình nào. Câu thể hiện rõ tình cảm của bạn nhỏ dành cho người ông của mình đó là: Mỗi khi ông có việc đi đâu, tôi rất nhớ ông và mong ông sớm về với tôi. Như vậy, là vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau đọc đoạn văn và trả lời được 3 câu hỏi về nội dung của đoạn văn rồi đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang yêu cầu thứ hai nhé. Yêu cầu thứ hai như sau: viết 3 4 câu kể về một việc người thân đã làm cho em. Các em hãy dựa vào các gợi ý sau để chúng mình viết được 3 đến 4 câu kể về một người thân đã làm cho em nhé. Gợi ý, câu hỏi thứ nhất, người thân mà em muốn kể là ai? Ở câu gợi ý thứ nhất này, các em phải giới thiệu được xem mình muốn kể người thân của mình đó là bà hay bố hay mẹ hay ông hay anh chị em của mình. Đấy là những người thân của chúng ta. Và khi tả khi kể chúng mình sẽ chọn một người để chúng mình kể thôi nhé. Gợi ý thứ hai, người thân của em đã làm việc gì cho em? Ở câu này các em có thể viết hai câu kể về những việc mà người thân đó đã làm cho em có thể chúng mình kể về việc đã chăm sóc em hàng ngày hoặc là dạy em học bài hoặc là kể chuyện cho em nghe hoặc là cho mình ăn cơm hoặc là chăm em những lúc em bị ốm đó là cái phần gợi ý thứ hai đó là chúng mình kể được xem người thân của em đã làm việc gì cho em gợi ý thứ ba em có suy nghĩ gì về việc người thân đã làm ở câu này chúng mình có thể viết một đến hai câu nói về suy nghĩ của em xem em có cảm nhận như thế nào về việc làm của người thân đã làm cho em tức là em cảm thấy như thế nào đấy và chúng ta có thể là chúng ta sẽ nói thêm một câu nữa là sẽ hứa hẹn như thế nào để cho người thân của mình luôn được vui như vậy chúng mình gợp và dựa vào các gợi ý này Sẽ viết được 3 đến 4 câu kể về một việc mà người thân đã làm cho em đấy Bây giờ cô giáo cho các em tham khảo một bài văn mẫu Các em nghe cô đọc nhé Bà nội là người rất thân với em Ngày nhỏ em thường ở nhà bà Hằng ngày bà trải tóc cho em Bà kể cho em biết bao nhiêu câu chuyện cổ tích. Em rất yêu quý bà. Em mong bà sống lâu trăm tuổi. Như vậy đây là một đoạn là một bài văn gồm 3 đến 4 câu kể về một việc làm mà người thân đã làm cho em đấy. Trong bài văn này, bạn nhỏ đã giới thiệu người thân của mình là bà nội và bạn đã giới thiệu được là mình ở với bà nội từ nhỏ và bạn kể được xem hàng ngày bà đã làm gì cho em. Thì ở đây có hai câu, bạn kể đó là hàng ngày thì bà chải tóc cho em này, rồi bà còn kể chuyện, cho cổ tích cho em nghe. Và gợi ý thứ ba đó là bạn nêu được là em rất yêu quý bà, em mong bà sống lâu trăm tuổi. Như vậy, dựa vào gợi ý, chúng ta có thể viết được một bài văn hoàn chỉnh gồm 3 đến 4 câu. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết bài văn vào vở ô ly nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình nào. Chúng ta hãy chia sẻ bài văn của mình với người thân và bạn bè của mình nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần thứ hai, đó là phần luyện đọc mở rộng. yêu cầu đọc mở rộng thứ nhất. Tìm đọc bài thơ về tình cảm anh chị em trong nhà. Các em hãy tìm đọc một số bài thơ nói về tình cảm anh chị em trong nhà ở tại thư viện hoặc ở hiệu sách hoặc trong những bài đọc mà các em đã được học nhé. Cô giáo giới thiệu với các em một bài thơ mà nói về tình cảm anh chị em trong nhà đó là bài tiếng võng kêu đây là một đoạn trích trong bài tiếng võng kêu thôi các em nhé và trong đoạn trích này thì có nói về tình cảm anh chị em trong gia đình đấy các em nghe cô đọc bài đoạn trích này nhé tiếng võng kêu em ơi hãy ngủ tay anh đưa đều ba gian nhà nhỏ đầy tiếng võng kêu cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta đọc lại bài thơ này nhé Cô mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy, ngoài bài thơ mà cô giới thiệu với các em, các em có thể tìm đọc một số bài thơ, một số câu tục ngữ, thành ngữ nói về tình cảm anh chị em trong gia đình nhé. Yêu cầu thứ hai, đọc cho bạn nghe những câu thơ em thích. Ở đây, yêu cầu thứ hai là chúng mình sẽ chia sẻ với bạn bè, người thân của mình những câu thơ mà em thích hoặc chúng ta có thể chia sẻ những câu tục ngữ thành ngữ nói về tình cảm anh em trong gia đình nhé cô giáo giới thiệu với các em một số câu tục ngữ sau nói về tình anh em anh em như thể tay chân rách lành đùm bọc giờ hay đỡ đần câu tiếp theo đó là chị ngã em nâng đây là một số câu tục ngữ nói về tình cảm anh em đấy Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.